của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Thì là không chịu đi về quê Long An. Dạ. Mời bạn trai. Wow. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh. Dạ. Mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các bạn khán giả ạ. Rồi, chào bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu mình tên gì? Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Thế Bảo. Năm nay em 30 tuổi, cộng thêm 4 nữa là 34. Sinh ra ở Long An, lớn lên Tiền Giang, học ở Cần Thơ, làm việc ở Long An. Công việc em là giám sát bán hàng bên ván sữa. Là mình chỉ lên tham gia bạn muốn hẹn hò thôi là mình về lại Long An á hả? Nếu mà bạn gái mình kia bấm nút thôi, chắc em ở lại. Rồi em gái mình giới thiệu đi em. Em tên là Kim Thoa, em 25 tuổi, hiện đang là kế toán của một công ty tư nhân. Em hiện tại thì đang trọ Gò Vấp, quê Long An. Rồi ngon lành. Ngon lành. Hai bạn lên Long An luôn. Long An ở đâu hả bạn gái? Em ở Đức Hòa anh. Anh ở Châu Thành, anh ở Châu Thành. Và trước giờ mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì một, còn mối tình mà dây dưa thì cũng 3-4 cái. Dây dưa là dây dưa thì sao? Nói chung là bạn bè rồi cái khi mà nghĩ xa hơn thì em cảm thấy nó không có nghĩa là trên tình bạn bình thường nhưng mà nó chưa tới là tình yêu. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Hai anh vừa lên. Mối tình thứ nhất lâu chưa? Mối tình thứ nhất của em thời sinh viên học ở Cần Thơ á, cũng chưa gọi là yêu thương gì hết, nhưng mà có xin địa chỉ của cô ở Bến Tre á. Dịp Tết đó em quyết định em đi qua nhà cô ấy luôn. Đến gần tới nhà thì cũng với một bạn chở cô ấy bằng xe đạp, hát là bài xe đạp ơi. Em nói Hương, nhà em đâu anh tới chúc Tết em nè. Cái cô ấy xin làm người xa lạ với em. Im lặng luôn. Dạ, còn em thì còn thương rau rắn mọc sau hè. Tôi biết bài này, từ bài này ra là cậu với mẹ nhổ tóc cho nhau đúng không? Tóc sâu đó hả? Dạ. Hèn chi. Tóc em thì không có sâu. Hả? Không có sâu mà sao mà. Dạ, tại vì nó mô đen thời buổi. Trống trơn hiện đại. Ủa hiện đại gì nó trống trơn vậy đó hả? Dạ. Lạ vậy. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cũng thương nhau, nhưng mà cô ta đòi nếu mà cưới á là phải về ở cha mẹ cô ta. Còn em thì có một bệnh ên à, cha mẹ có một bệnh trai à, không có thể đi được. Cái đó là cái cách trở mà không vượt qua được. Vậy là em phải lấy vợ về để làm dâu trong nhà đúng không? Dạ. Rồi. À, em mà chịu lì là làm dâu không? Định hướng của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Vậy là không chịu đi về quê Long An. Dạ, biết đâu duyên nợ tới thì theo lời của trái tim vậy à. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Cũng sống tình cảm, cũng quan tâm, rồi công việc ổn định, nói chung là chững chạc à. Về ngoại hình, bạn thích mẫu người như thế nào? Dễ nhìn là được rồi, không cần đẹp trai. Mà cao hơn em. Phải bạn cao mét mấy? Em khoảng có 5-7 à. Ồ, vậy được rồi, chắc chắn rồi. Có lý rồi em. Bạn thích bạn trai tóc dài, tóc ngắn? Gọn gàng anh. Mày gọn luôn á. Chào chị rất đẹp. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Đành đá đua đòi, không lễ phép. Ăn mặc thì đừng có lè lẹt quá. Nó phải sự pha trộn giữa truyền thống hiện đại. Với lại không biết quan tâm với gia đình. Không ăn cũng không sao. Có gì mình tập hoặc là mình ăn cơm tiệm. Dễ thương. Thích bạn gái mình mẫu hình như thế nào? Ngoại hình thì khoảng 1m55 được rồi. Với lại em thích nữ có bàn tay chân đẹp. Chăm sóc vậy đó. Như thế nào là đẹp? Thon thả, bàn tay không? Màu mè vậy được không? Được chị. Được hả? Đừng có đỏ quá. Đẹp. Nè, đứng lên. Đứng lên chị coi. Dạ. Bàn tay được không? Dạ được, tốt rồi chị. Đâu, nắm nắm thử coi. Cho phép không mới nắm vậy? Không. Không cho phép sao nắm? Được không? Dạ, êm. Êm mái, mềm mái. Êm ha. Đúng ý mình chưa? Bạn trai bên đó rất là dễ thương. Tánh tình cũng thấy rất là thật thà. Sao em thấy em có tật xấu gì không? Hung dữ hả? Rồi mặt mày vậy mà hung dữ hả? Rồi quýnh ai chưa? Dạ chưa. Rồi chứ đâu giận làm gì? Chỉ la rồi cái thôi. Ví dụ như tức quá hết mức thì cái mức độ bằng nạt. Sao bằng nạt thử? Em gái làm sai mà em không nghe nó. Tao nói mày sai kìa, mày nghe lời không? Rồi, nó không nghe thôi. Vậy bình thường làm dữ vậy thôi. Vậy dữ dội không? Thấy thường, không. Chấp nhận được. Còn bạn trai, bạn có khuyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi. Các bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa?
ai mà nói gì đó hơi xúc phạm hay buồn cái là bộc phát liền, em không giấu được cảm xúc của mình. Hôm nay bạn đi với ai? Đi với chị ruột. Chào hai anh chị MC. À, chị hai thấy cô bé này sao? Em thấy bé dễ thương anh chị. Có tiêu chuẩn phù hợp làm dâu nhà mình không? Dạ em thấy thích lắm, phù hợp. Bây giờ cái vụ mà cô này cô không có chịu đi về quê đó, thì nếu như là chị thì thấy xử lý thì sao? Thấy cũng hơi bị tiếc đó chị. Tại vì gia đình em á là thích có con dâu hoặc em dâu lắm. Nhưng mà hãy về được chung với cha mẹ em thì vui lắm. À, chị đang lo là nếu mà lấy chồng mà không ai về chăm sóc ba mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Nói đến đó chị hai xúc động thấy không? Thành ra bằng mọi giá sao kiếm người về chăm sóc gia đình ở dưới quê á là được rồi. Còn mình có đi với ai không? Dạ không ạ. Đi một mình thôi hả? Dạ. Để anh qua anh gặp bạn gái của quê em chút xíu thôi. Ừ, thuyết phục cổ về quê chút đi giùm cho chị hai. Thế chị không? Hai chị khóc chưa? Dạ thấy. À, thí dụ giờ về dưới được không? Về dưới cũng có chỗ làm ăn mà. Thì em nói là nói như vậy, nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu, em hiểu câu đó. Tòng phu ha. Không mà biết là có hợp không nữa anh ơi. Hợp, bạn này rất là thật. Nói về gia đình dưới quê rất là cảm động. Giống chị vậy đó. Dạ. Anh thấy những người đó là người ta thật tình lắm. Không yêu thôi, yêu tới bến luôn á. Về quê nha. Để coi ạ. Về không? Nếu mà thương mới về. Mà nếu thương về không? Về. Thương thì về đó, về được rồi. Thương thì về. Tôi thuyết phục vậy rồi đó. Cảm ơn Quỳnh Linh khéo quá. Ráng nha. Hai phút mình gặp nhau mình trao đổi ha. Mình coi nếu mà mình thực sự có rung động thì mình cho nhau một cái cơ hội. Dạ. Ha. Chúng ta kéo màn lên. Kéo màn lên. Gặp nhau. Chào anh. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Dán sữa đó. Đó quá. Được rồi, em làm nhiệm vụ xong cái tính tiếp ha. Có món quà tặng chị rất tuyệt. Rồi, cảm ơn em. Có tôi không mà nhìn vậy? Của con anh. Hai mặt con, cảm ơn em. Không có chi. Em thấy anh thì sao? Em nhìn anh thấy hiền, hiền lành. Ai cũng nói vậy hết em. Anh thấy em sao? Không hiền bằng anh. Em hơi cá tính à? Em hy vọng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ủa rồi anh đi làm suốt ngày luôn hả? Có ngày cuối tuần có được nghỉ không? Được em, nghỉ ngày chủ nhật. Chừng ngày chủ nhật thì anh đi giải trí bằng cách ca hát. Thích hát lắm. Hồi nhỏ là cũng ước mơ làm ca sĩ nè. Mà tại không được đẹp trai nên không dám lên tiếng đi hát đâu hết. Dạ. Giờ đứng hát thuyết phục cổ cái đi thử coi. Rồi ok. Rồi đứng lên đàng hoàng nhìn cổ trong đó. Bắt đầu. Lần đầu anh gặp em, ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng. Nỗi đau trong lòng anh tan theo giấc mơ mộng manh. Tiếc quá, phải đẹp trai chút nữa rồi đó, vậy là ca sĩ rồi ha. Thôi quan điểm về tình yêu đi hai bạn. Tình yêu thì thích chung thủy, chia sẻ. Ừ, em cũng thích chung thủy, thích chia sẻ. Nhưng mà đôi lúc bạn trai á, em muốn có chí cầu tiến. Cũng có chí nhiều lắm. Tiếng chỉ nhiều lắm, cắt tóc lên. Không, mà nói chung là anh từ nhỏ cũng tự lập nhiều lắm. Nếu mà lập gia đình thì bạn trai phải biết chia sẻ rồi quan tâm gia đình xíu á. Chứ em nghe anh ham chơi. Anh là tiếp người sống tình cảm, anh rất quan tâm với gia đình. Thôi chị hay khóc lắm á. Dạ. Em hay khóc lắm đúng không? Mỗi lần xem TV mà thấy cái câu chuyện gì buồn cũng rưng rưng mắt. Hoặc là nghĩ chuyện gia đình mà có chuyện này chuyện kia cũng rưng rưng mắt. Em nấu ăn được nhưng mà nó không có ngon. Anh có chịu khó ăn không? Anh thì cũng dễ ăn lắm nhưng mà nấu cái món cá không phải ăn. Anh ăn cá quanh năm được nữa nhưng mà dạ. Không ăn thịt. Dạ, nhưng mà em lại ăn thịt. Thì chị mua hai món kho chung vẫn được. Em ăn thịt, anh ăn cá. Anh cảm nhận về bạn gái ngồi phía trước mặt mình như thế nào? Cũng xứng xứng với em, thăng trẻo, dễ thương, tóc đẹp. Em thấy tóc lạ, hình như ở đây em là lạ nhất luôn. Cũng hợp với khuôn mặt em mà. Rồi, nói một câu thật tình cảm xong rồi bấm nút. Anh hy vọng sau chương trình này mình hò hẹn với nhau. Và em anh hy vọng em sẽ về quê anh. Tại vì ba mẹ cậu gì đều mong chờ được đó. Bạn nữ muốn nói gì với bạn nam? Bạn nam dễ thương, hiền. Thôi em nói vậy thôi. Dễ thương, hiền. Nhưng mà còn bấm hay không chưa biết. Đặt tay vào nút nha. Suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không để quyết định nhấn nút. 1 2 3
hết thời gian. Sao bấm nút chậm vậy? Em muốn cho mình một cơ hội sau hồi suy nghĩ. Lúc đầu là ngại cái vụ là đi về quê đó phải không? Không. Chứ ngại vụ gì? Tại tính ông ham chơi nên em sợ, nhưng mà tại người trước thì lớn hơn em có tuổi 2 thôi, còn anh này lớn hơn em hơi nhiều nhiều nên em nghĩ là chắc cũng chừng chạc. À nhớ nha, người ta ngại cái gì thì mình phải rút kinh nghiệm chơi nha. Nha. Ham chơi đi quá. Đi chơi nữa nè, cầm mấy cái vé xem phim này đi xem phim, đem theo cái dáng sữa uống. À. Đây thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Trời ơi, cảm ơn chị. Đây gửi tặng hai bạn hai cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc. Nắm tay nhau một cái thử xem. Tay đẹp không? Đó hồi nãy khao khát đưa bàn tay mình hôn cái đi. Thôi chị. Cái đi. Hôn tay em. Ừ. Em cho phép anh hôn không em? Cần gì phải xin, nếu đã dễ là không cần xin. Không cần xin. Đối tượng của mình là người như thế nào? Chiều cao thì 1m69 trở lên. Đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai. Dạ. Cặp đôi đầu tiên chúng ta đã thấy được họ trao đổi với nhau và quyết định bấm nút hẹn hò. Như vậy là vui rồi đúng không ạ? Rất vui. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Dạ, anh chào chị Cát Tường, xinh đẹp. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu lý lịch trên ngang của mình cho bạn gái bên kia biết. Em tên đầy đủ là Dương Hải Đăng Linh, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là kỹ sư điện tử và đang làm việc và công tác ở trung tâm đào tạo nghiên cứu thiết kế vi mạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn bên kia. Em là Nguyễn Thị Thúy Trâm ạ, hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Năm nay em 26 tuổi ạ. Rồi hai bạn này ai nói cũng nhanh hết trơn ha. 26 tuổi, anh làm công việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Ở đó có nhiều nam không? Dạ nhiều chị. Tại sao lại Tại vì nam có người yêu lại có gia đình hết rồi. Cái điểm mạnh của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là dễ thương vui vẻ hòa đồng ạ. Dễ thương vui vẻ hòa đồng mà không tìm được một người đối tượng nào cho mình. Phải nhờ đến chương trình. Cái lý do này nó trông trên lắm chị. Trông trên sao chị? Có nghĩa là người yêu mình á thì lại không hợp với mình. Mà người hợp với mình lại mình không có yêu mình. Chứ vì những lý do trông trên như thế á mà em vẫn ế một mình. Khổ hả? Khổ lắm chị. Còn bạn trai, trong môi trường của bạn có nhiều bạn gái không? Dạ em đang làm là bên kỹ thuật thì không có nhiều bạn nữ. Bạn có thể nói cụ thể cái nghề của bạn như thế nào? Dạ em làm là thiết kế chip anh. Cái con chip điện tử hả? Dạ đúng rồi. Người ta nói rằng những chàng trai mà làm vi tính mạch điện tử này kia khô khan lắm. Dạ, suốt ngày rồi. Cứ chăm chú vô cái vi mạch đó không à, đúng không? Dạ, rất là khô khan. Đó giờ yêu nhiều chưa? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà thích thì nhiều lắm. Em thấy xinh là em thích. Nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ một năm. Phức tạp quá nha. Thấy xinh là thích thôi hả? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Nhất là chu đáo và thứ hai là cũng sống nội tâm xíu. Tại em cũng là một người sống nội tâm, biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Về ngoại hình đó thì cao từ 1m55 đến 1m7 là ok. Dạ, hơi dày xíu cũng được. À, nãy giờ bạn đã nghe như vậy thì bạn cảm nhận mình như thế nào? Có phù hợp với mình không? Dạ, thứ nhất là em nghe cái vấn đề là bạn nam sống nội tâm. Mà em thì em lại thích cái người á, hài hước, vui vẻ, tức là thích thể hiện ra bên ngoài. Chứ không có thích là cái gì cũng sống nội trầm tâm trầm. Dạ, sống trầm là em không thích lắm. Sao kỳ vậy? Đàn ông thì phải trầm trầm chút mới men chứ. Nói nhiều quá sao được. Tại vì em là em thấy em cũng nói ít rồi, cho nên em muốn cái bạn đó nói nhiều. Tức là phải có người nói và có người nghe. Ủa em, công việc của em là em làm gì trong ngân hàng? Dạ em làm giao dịch viên. Giao dịch viên mà nói ít rồi sao giao dịch? Dạ không, có nghĩa là trong công việc á thì em thì mình phải nói nhiều. Nhưng mà do ở ngoài đời á thì em lại khác ngược cái công việc của em. Mà tôi nghi cô này lắm nha. Cô làm ở ngân hàng mà giao dịch bao nhiêu người ra vô tiền bạc gì mà cô không kiếm được anh nào, sao vô lý vậy? Em đã nói cái lý do của em cho chị rồi. Vậy là cô kén đúng không? Dạ. Bây giờ thật sự muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Phải là chung tình vậy. Chung tình. Dạ, sống là nói chung là không có nói dối. Phải tin tưởng lẫn nhau. Công việc ổn định nữa chị. Về ngoại hình bên ngoài. Chiều cao thì 1m69 trở lên. Gương mặt thì dễ nhìn thôi chị. Đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai. Dạ. Rồi. Thích ốm chị. Nhưng mà khỏe.
chứ không có ốm mà yếu. Thích ốm mà khỏe. Dạ, tức là nhìn khỏe mạnh đó chứ không có ốm yếu bệnh bệnh rồi. Ốm ốm ròm á. Bên kia mập hay ốm đấy bạn? Dạ, em đúng chuẩn ốm luôn á chị. Đúng chuẩn nó luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cũng khỏe lắm. Bạn ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét sự lừa dối chị. Vậy cũng đơn giản ha. Dạ đơn giản á chị. Bây giờ quê chính là bạn ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Ủa nhưng mà bạn nữ thì lại không thích người bạn trai nội tâm trầm tính quá, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là nội tâm thì nó cũng có một cái ưu điểm, đó là có thể là quan tâm mọi người tốt hơn, chia sẻ mọi người nhiều việc hơn. Và em nghĩ là cái đó cũng là cái ưu điểm của em. Và em nghĩ là chia sẻ với bạn đó rất là nhiều chuyện. Em không thích điểm nào ở người phụ nữ? Mà sống hời hợt quá, lười đòi, có tính lười. Tại vì bản thân em cũng lười rồi, có người xiên xíu bù lại. Bạn có ghen lắm không? Em nghĩ là có. Công việc của bạn nữ là thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giàu có đẹp trai, nhiều tiền. Dạ cái đó em tự tin, em không lo. Phải không? Dạ. Em có cái dở là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu vừa nói về em thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao mình không bỏ cái bên ngoài đó đi? Em cũng muốn lắm á chị. Nhìn mặt này ví dụ mình tươi tươi lên chút. Mắt bạn nhìn nghiêm quá. Sao được cái bản chất nó vậy rồi. Thôi nhìn nó khô quá. Dội nước vô nhiều cho nó ướt một chút. Ha? Dạ. Nói chung cô này là cô được hết, nhưng cô thích thể hiện bên ngoài. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với một người bạn thân của em. Bạn xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Tự mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì là lúc nào cũng thật thà kể cho chị của em hết. Thật thà này nhiều chuyện. Còn cái chuyện mà thực sự mà trầm tính thì em lại không suy nghĩ vậy. Tại vì bạn bè với nhau là mới đầu vậy thôi, nhưng mà sau này là toàn em ngồi nghe bạn ấy nói không à. Vậy bạn nữ bên kia yên tâm rồi ha. Ý hai người nãy giờ nói qua nó lại thấy hợp không? Em thấy suy nghĩ là cái cặp này mà nếu mà bạn em mà ngồi dưới đây thì đảm bảo là tim nó không nói nên lời. Tại vì em đây em cũng hồi hộp, giống cảm giác giống như Trang vậy. Vậy được rồi. Bạn nam nói là nếu mà bạn ngồi dưới là bạn rất là thích cô này rồi đó. Ủa là sao? Là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích cô này luôn hả? Có lựa chọn quá à. Chơi không chơi chọn vợ bạn kỳ lắm. Muốn là tôi lên kiếm người khác mai mối cho à. Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Đó, bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Rồi. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ của em à. Dạ chào cô. Xin chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Dạ. Theo mẹ thì mẹ thấy nhìn bên ngoài thì không thích lắm. Hả? Tại vì nó hơi gầy quá. Con cô thích gầy mà. Gầy nhưng mà khỏe, con này gầy chắc. Trời, thì đó là thôi. Khỏe. Khỏe đó. Mẹ chỉ đưa ra lời cho con tham khảo thôi. Tính tình thì nói chuyện nãy giờ cũng dễ thương rồi đó. Nhưng mà chàng trai này nói là hơi lười á. Rồi con cứ giữ tính. Theo mẹ thì thấy là thôi cái đường nào thì cũng như hả, duyên á thì trời cho, còn không duyên thì cũng như trò chơi. Vậy thôi con tự quyết định đi. Rồi bây giờ bạn trai thuyết phục bác đi. Con cảm ơn cô đã nhận xét về con. Và thật sự thì với con thì ban đầu chắc chắn là không có tạo ấn tượng nhiều cho mọi người được. Nhưng mà con tin đó là thời gian á con sẽ chứng minh được. Con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cái người nào mà đặt niềm tin vào con. Duyên là trò chơi, bây giờ muốn trời cho hay trò chơi? Dạ. Trời cha. Dễ thương quá trời luôn ha. Bạn bên đây á, tôi nghĩ rằng rất là chững chạc. Còn chuyện khỏe không thì cái chuyện đó hai người biết thôi. Tôi không biết ha. Vấn đề chỗ nè, bạn này là chững chạc. Bạn này là có đủ cơ sở vật chất để tiến tới hôn nhân rồi đó. Tôi thấy là vậy đó. Cái ý mẹ có phải là không chịu lắm rồi. Ý mẹ nó hơi gầy thôi. Về nuôi cho mập lên. Đúng rồi. Cái tầm biến mình đào tạo được. Dễ mà đào tạo vậy. Bạn này phải nói là về mặt tâm lý nha. Tôi nhìn tôi thấy là chuyện là hai người nhìn nhau thế nào thôi. Dạ gặp đi anh. Hả? Gặp đi hả? Dạ. Nôn hả? Nôn rồi. Thôi cho gặp nhau đi. Rồi. Để quyết định. Nào chúng ta kéo màn lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em thì đầu tiên thì anh có bó hoa để tặng em. Dạ. Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Ốm nhưng không yếu nha. Bình thường thì thời gian rảnh rỗi thì em thường làm gì? Dạ em hay đi shopping, đi du lịch. Còn anh? Anh thì thường uống cà phê với bạn. Đối với em thì em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em thích sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản như thôi anh. Đơn giản thôi.
Còn em? Đối với anh cũng vậy. Lúc nãy em có nói là em muốn người mà nói nhiều. Đúng rồi, tại vì bình thường trong công việc của em á là em nói rất là nhiều rồi. Khi mà khi về nhà hoặc là đi đâu chơi với bạn bè á, thì em lại muốn mọi người nói cho em nghe. Thật sự thì anh cũng là rất là ít nói, nhưng mà cũng tùy. Đối với những bạn mà anh quen thân rất là thân rồi á, sẽ nói nhiều hơn. Em có một câu hỏi với anh là nếu mà khi mà em buồn á thì anh có thể làm gì cho em vui? Anh chỉ đến bên em và nhìn vào mắt em. Nhìn vào mắt em làm gì? Anh sẽ cảm nhận được, và em sẽ cảm nhận được đôi mắt anh có sự chia sẻ. Vậy em sao em hết buồn được? Anh nghĩ là tiếp theo đó thì có thể là anh sẽ làm những cái gì đó, dẫn em đi chơi gì đó, nhưng mà quan trọng là đầu tiên phải có sự chia sẻ trước đã. Dạ. Cảm nhận bạn gái thế nào bạn trai? Bạn cũng hiền, cũng xinh, dễ thương. Có nằm trong cái giấc mơ về tình yêu của mình chưa? Dạ cũng có anh. Bạn nữ cảm nhận sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đối với anh thì anh rất là tiếp thu những ý kiến xung quanh mình. Dạ thì thật ra là cái mẫu người của em á, là em thích người vui vẻ, hài hước. Tức là khi mà nhìn vào thì em có thể cảm nhận được niềm vui. Chàng trai có thể thuyết phục bạn nữ bằng một câu gì đó? Thật ra thì cuộc sống là vốn không hoàn hảo. Và đối với anh thì cũng là một người không hoàn hảo. Bởi vậy anh hy vọng là chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, tìm những sự hòa hợp với nhau để có thể là đi đến một cái đích cuối cùng. Hết thời gian. Em nghĩ là cũng đủ rồi. Đủ rồi anh Linh. Ba, hai, một. Hết thời gian. Là vui rồi. Tôi thấy rằng bạn có một chút gì đó suy nghĩ đắn đo đúng không? Bạn đắn đo về điều gì? Em cũng nói rồi, đó là hiện tại là không phải là mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà em vẫn cho anh một cơ hội. Cố gắng lên nha. Dạ, cảm ơn. Bạn rất là tự tin, bạn lĩnh. Tôi gửi tặng bạn các những cái vé xem phim và hy vọng rằng thời gian sau sẽ là thời gian để bạn cố gắng tạo nên một cái ấn tượng cho bạn gái, đặc biệt là thuyết phục mẹ của cô ấy. Dạ. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh Linh và chị Cát Tường và cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Một cặp loa sau mắt i5 gửi tặng hai bạn. Chúng ta vừa xem phim vừa có thể về nghe nhạc. Nào, hãy nắm chặt tay nhau và đưa đi xem phim. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ mời hai người bạn nam bước ra sân khấu. Wow. Hai chàng trai của tôi rất bảnh. Hai cô gái ơi, mình hãy bước ra đi nào. Wow. Thấy chưa? Chị thấy chưa? Thấy cái độ hú của anh em cũng đâu có vừa với bên chị đâu nha. Trời ơi, bên nhà trai hú rồi, nhà trai ơi. Mọi người để yên vị, bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu, vì tôi biết rằng ai cũng hồi hộp khi ngồi ở chiếc ghế xanh ghế đỏ này hết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nha. Rồi, mời em trai ngồi ở ghế đỏ. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ xinh đẹp bên kia, và toàn thể khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Về điểm yếu là hay nóng tính và hay khó tính với lại người yêu một xíu. Chơi luôn điểm mạnh, điểm yếu luôn. Mạnh hay luôn, hay. Yếu luôn. Mà điều làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc là nhân sự và hiện tại em đang học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng. Để bên anh nè, em hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường, em tên là Khánh Uyên. Năm nay em 23 tuổi và em đang là nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Em có cần xô gì, điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ, chị xô quá rồi. Dạ điểm mạnh của em là nói được hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh. Em hãy thử sổ một chút xíu đi nào. Hi guys, my name is Uyên and I'm 23 years old and today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank you. Yeah. Thấy chưa, tại em hết trơn á Vương. Em vô em sổ chi quá là bên kia sổ lại một chàng luôn, thiệt tình luôn á. Tiếp tục em, không sao, bên đây tôi còn một chàng trai nữa. Mời em trai ở ghế màu xanh.
Chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ xinh đẹp bên kia và mọi người ở đây. Mình tên là Lữ Minh Chí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học MIT và ngoài ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa. À, cần show điểm mạnh điểm yếu mình. Show luôn đi, giờ ta show hết trơn rồi mình show luôn đi trời nhăm nho. Điểm mạnh của em là em là hòa đồng, rất là thích kết bạn, có thêm mối quan hệ mới. Tài năng thì em không biết hát nhưng mà em có thể đàn được đó. Không biết hát nhưng mà biết đàn cũng là một tuyệt chiêu chứ bộ. Chị chưa hiểu rõ là cái chính thức là em làm gì. Là em mở quán ăn. Mở quán ăn là chính, là coi như làm ông chủ đó. Dạ. Quán ăn ở đâu vậy? Dạ, một cái ở đường Võ Văn Kiệt. Vậy là mấy cái luôn á hả? Hai cái gì? Hai cái. Dạ. Món ăn chuyên về cái gì? Hải sản và những món món Âu là chính. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Còn em sao nè? Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chị ở Cát Tường cùng hai bạn ở bên kia. Em tên là Hoàng Thu Uyên ạ. Em năm nay 20 tuổi và em đang kinh doanh bán sỉ quần áo tại quận 9. Quê em ở đâu? Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Điểm yếu của em là hay quên. Em có sở thích là ca hát. Bạn trai ghế màu xanh, tôi không biết hát biết đàn. Bây giờ mình đàn cho bên đó hát được không? Có cái đờn ở đây không? Có cái đờn luôn. Trời ơi. Bây giờ hai em có thể thương lượng hỏi nhau đi. Em hát bài đúng người đúng thời điểm. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Cùng sưởi ấm đèn cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Em quay lời anh ơi. Chị em xin ngược đây. Em cảm nhận giọng hát của bạn nữ thì sao? Hay, rất là hay. Tại vì em không biết hát nên là em nghe ai hát cũng thấy hay hơn. Trời ơi, em không biết hát nhưng mà em biết đàn. Sao cưng? Nhận cảm nhận giọng hát của bạn. Giọng rất là ấm, rất là hay. Nhưng mà không biết khi em có tiếng hát luôn, bạn nữ bên kia như thế nào. Như thế nào là như thế nào? Em cũng chưa biết nữa chị. Thì bây giờ biết nè, mời em. Em hát đi. Trời ơi, thiệt luôn á. Cũng như lần đầu tiên thì mình sẽ tặng cho hai bạn nữ bên kia một bài hát mang tên là Vô Cùng. Vì anh thương em. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàn non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em như thương cây bàn non. Cây nhớ ai làm sao nói được. Ủa, xong tiếp, tôi đang lấy chớm thiệt tình luôn á. Làm cục phấn ghê vậy đó. Sao? Anh Vương ngồi ghế đỏ mới hát á. Tiếng đàn với tiếng hát, em thấy tiếng nào ổn hơn? Bản thân em thì thích tiếng đàn. Hát một bản cho anh nó đờn liền. Con gái là anh sẵn lòng đàn đó. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi, xong luôn. Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi với khi nghỉ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yêu ớt này anh đã không cần. Dạ hết rồi ạ. Qua những câu hát hình như là mỗi bạn đều có một cái tâm sự riêng của mình đúng không Tường? Có vẻ tình trường dày dặn. Vương, tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết. Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái
cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. À, rồi bây giờ dự trữ được khá khá chưa? Tài chính thì em đã vững rồi nhưng em muốn vững hơn nữa. Vững hơn nữa. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lò bún bánh. Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Thì có thể mua được ô tô. À, là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, bốn bánh có trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Dạ, đúng rồi, dạ. Đúng không? Có gì vợ phụ cho mình, bây giờ tuổi trẻ mà. Của chồng công vợ hoặc là cả như là cả hai cùng hỗ trợ cho nhau thì nó sẽ là nhanh đạt được ước mơ hơn. Dạ, đúng rồi. Rồi, vậy em gái, tình trường em sao? Dạ, em có một mối tình hồi đi học. Bao lâu cưng? Dạ, một tháng. Dạ, một tháng. Rồi sao ngắn vậy? Ủa sao dụng tóc là bốc dục hoài vậy? Dạ không phải, tại vì cái lúc mà quen bạn đó thì bạn đã nói em khó chịu quá với nhiều nguyên tắc quá nên em cho bay mộng, cho bay mộng. Trời đất, nhiều nguyên tắc quá. Mà bao nhiêu năm? Chắc 5 năm rồi. 5 năm. 5 năm rồi mà sao không có mối tình nào khác? Dạ, tại vì khi mà em quen bạn đã xong á thì em mới phát hiện ra là em có nhiều thứ để lo hơn. Nếu như mà em tìm được đúng người thì em nghĩ tuổi nào em sẽ kết hôn? Chắc theo phong thủy quá chị ạ. Phong thủy là sao cơ? Là tới tuổi thì hợp thì lấy, còn chưa thì chưa lấy. Tới Minh Trí, tình trường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được hai mối tình. À, tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về, rất là thường xuyên. Nói chung là cưng lắm. Nhưng cái còn tầm đó đó, 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái là em không có về Biên Hòa nữa, tại tập trung em môn thi. Thì tối đó là điện thoại em là 4-5 cuộc gọi, bạn em gọi thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Đó là mới mối đầu à, mối thứ nhì. Thì là một năm sau đó là, đó là bạn thân của em. Em cũng được 6-7 tháng thì. Nhưng mà tụi em bị một cái là tụi em suy nghĩ của tụi em không lúc nào cũng bị bất đồng quan điểm. Thì xong rồi một thời gian thì cái là tụi em cũng chịu hết được. Thì tụi em dừng lại nhưng vẫn là bạn, vẫn là bạn bình thường. Chưa mất bạn hả? Dạ. Còn chờ gì nữa? Mình hãy bộc bạch một chút xíu về chuyện tình cảm của mình đi chứ. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Hồi còn đi học á thì em có thích đơn phương một người. Tình đơn phương? Lúc đó lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8. Chị thấy em cũng dễ thương xinh xắn mà hồi đó giờ chưa có mối tình nào. Nguyên nhân gì? Lo làm phụ bố mẹ về lo học á. Vậy thì em có để ý xung quanh mình có những cái vệ tinh hay có những ai mà người ta cũng đơn phương thích em không? Dạ cũng có. Vậy là do em khó tính? Dạ em thấy là không phù hợp. Tiêu chuẩn của em sao? Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. À, vóc dáng mẫu mã cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Trời ơi cao dữ vậy hả? Với lại có công việc ổn định, không hút thuốc. Hai chàng trai bên này mình có ai hút thuốc không? Dạ không luôn. Có không cưng? Có rất thật thà. Mẫu người của Chí thích sao Chí? So sánh nhẹ nhẹ cô có trùng khớp nhau không? Em thích bạn gái em suy nghĩ chín chắn, độc lập, cá tính. Bóc dáng, gương mặt, mẫu người lý tưởng như thế nào? Em thì thích mẫu người kiểu ốm á chị. Thì bị nít nai là hiện đại, cổ điển. Cổ điển. Cổ điển. Dạ. Có thể ngồi đi phượt cùng em. Dạ. Cổ điển thường ở nhà nấu cơm giặt giũ không ai đi phượt ngoài đường hết trơn. Em nói cổ điển là cái cô thời trang mặc đồ nó kín đáo chút ha. Dạ. Vương, mẫu người lý tưởng của Vương là như thế nào? Anh chàng cái đó. Mẫu người lý tưởng của em thứ nhất thì có thể là về chiều cao thì ngang bằng em hoặc là thấp em một xíu. Em cao mét mấy? Dạ cao mét 74. 74 rồi. Thứ hai thì suy nghĩ trưởng thành và chín chắn và biết chăm lo cho cái bản thân mình nhiều hơn. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Nhưng mà nói chung cô ấy cũng phải có cái tính tự lập, tự lo được cho bản thân không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ người phụ nữ đã im lặng và lắng nghe không á ta. Mẫu người của em về cái vóc dáng thì cao, đô con tí nhưng mà đừng có muối. Tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, không nhìn xuống. Nó nghe muối, không có muối. Muối, to con, bự. Cao, đô con, một muối. Với lại bạn đó trầm tính, nóng tí xíu. Tại vì em nói rất là nhiều.
lâu lâu cũng có một chút nguyên tắc nữa, nên là khi mà lỡ mà hai đứa cãi nhau á, cái em cũng nói, cái anh cũng nói, cái hai đứa nó qua nó lại chắc nghĩ luôn. Em cũng cần một người là kiểu phân định được là đâu là em gái mây, em gái mưa, em gái nắng, em gái bão gì đó, phải phân định ra. Có không? Vương có em gái mưa, em gái mây gì không? Dạ không. Trí có em gái mưa gì không? Dạ không. Chứ tôi sợ là đúng là mấy ông bây giờ hay có cái màn có em gái nuôi, em gái mưa rồi ha. Bây giờ họ nhà trai, họ nhà gái ngồi dưới rất là đầy đủ, rất là đông đủ. Rồi ưu tiên cho bên nhà gái trước. Chào mọi người trong trường quay, em là bạn đồng nghiệp của Jay. Jay hả? Jay là tên? Dạ, biệt danh. Ờ, biệt danh. Jay có ý nghĩa gì? Bạn nữ là Jay, em là biệt danh là Joy. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi Jay là cái gì mà Joy là cái gì? Dạ, Jay là tên tiếng Anh của em thôi ạ. Rồi liên quan gì em đâu mà em ghép vô giống em, Joy. Thì em thấy cái Jay với Joy hả? Dạ đúng rồi, chứ Joy là chi. Jay chép nó mới giống nhau. Jay với Joy đâu có giống. Ông Joy, Joy bằng giống là chị à? Rồi, nói tiếp đi em gái. Em thấy là hiện tại là mỗi bạn đều còn khá là ngại. Em cũng chưa có phân định được là ai là sẽ phù hợp với Jay. Nhưng mà sau một hồi suy đi ngẫm lại thì em thấy là anh ghế đỏ là kiểu như là một người cũng trưởng thành. Và nói là hồi nãy anh có nói là sẽ chiều bạn gái, thì với những cái tính khó tính rồi đặt ra nguyên tắc như Jay, thì hai bên em nghĩ là sẽ lắng nghe, chịu khó chia sẻ thì sẽ bền, khá là bền. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Tôi là chú họ của bé Uyên. Thực ra bé Uyên nó khó tính thì còn phải như đâu, do là bé làm, do thích làm ăn quá, nó chủ tâm công việc nhiều, tình duyên nó chưa có đến. Còn nói về tình cảm á, thì thôi để cho tụi nhỏ nó quyết định. Chú thích thích đứa nào hơn? Theo chú thì ghế ai nấy chọn đi, màu xanh đi, màu xanh nó đỏ. Chú nói vậy đi. Rồi, cảm ơn chú. Tới bên nhà trai nè. Thì em là người nhà của bạn Trí. Cho em hỏi bạn ghế đỏ, bạn nữ ghế đỏ chút xíu là em có ngại nếu như mà bạn trai của mình nhỏ tuổi hơn mình không? Nhỏ nhiều không ạ? 1 tuổi. Chắc cũng không sao. Sao? Thì Trí ơi, từ nãy tới giờ là chị thấy từ phong cách cho tới cái nói chuyện và tính cách thì chị nghĩ là bạn ghế đỏ phù hợp với em nhất. Theo quan điểm của anh á, là có cái bạn Uyên tóc ngắn này nè, dễ thương. Đó, rất là phù hợp với em, anh nghĩ là vậy. Theo con mắt nhà nghề của mình là vậy. Trời ơi, con mắt nhà nghề. Đó, tôi thích vậy đó. Tôi thích người nhà đi theo phải cho cái ý kiến đó là chính xác. Nhưng mà vậy là khó cho hai chị em mình. Khó cái gì? Khó hai chị em mình hơi chéo chéo nhẹ rồi. Kệ đi, thôi nè. Mình coi nào được nước thì mình đẩy thuyền thôi. Rồi, vậy đi rồi. Hai chị ha. Úi da, qua chia sẻ nãy giờ em thấy thì hai bạn đều có cá tính. Bạn ghế đỏ thì một người rất là kiểu như là rất là chững chạc. Anh chọn thì anh có thể chọn bạn ghế đỏ. Dạ, nói nghe nè mấy em, mặc dù nãy giờ ở dưới ý kiến người thân là như vậy, mình nghe mình tham khảo thôi. Bây giờ lúc này mới là quan trọng. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á, bắn qua bắn lại cái tôi bị giật á. Chị đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ là một tiếng sát tình. Áo đỏ nào? Áo đỏ nào? Vậy bạn. Vâng, em xin lỗi. Áo đỏ. Áo đỏ là chị Tường á. Dạ. Áo đỏ nào? Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ. Là bạn ghế đỏ, ghế là đỏ, khi mới của em đỏ. Là tiếng sét đánh đỉnh vào trong tim rồi. Liền luôn hả? Liền luôn chứ không thể. Bởi vậy anh chàng này hay lắm, liền tay, không nói gì luôn, để qua dằn mặt cái xong đi về luôn. Không anh, khi mà em gặp bạn nữ, nói chung là khoảng 4 năm em chưa yêu, nói chung là lần cũng như lần đầu tiên là em yêu. Nói chung là em cũng tìm một người mà bạn gái, nói chung em rất là run. Phải bình tĩnh nha, phải bình tĩnh, phải định thần lại nha. Hít thở em. Nè, người đàn ông bên kia người ta im lặng cười nãy giờ kìa. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật á chị. Giật hơi, điện hơi, giật hơi mạnh, sắp bung tim em luôn. Sắp bung tim luôn rồi. Cảm xúc của hai em gái đi. Em thấy hai bạn nam rất là dễ thương. Một bạn thì trông trẻ, một anh thì trông già. Chững chạc. Chững chạc. Em thấy cũng bình thường. Tại vì đối với em thì hiện tại bây giờ là gia đình là trên hết. Nên là khi về công việc của em được tiếp xúc rất là nhiều anh, trai.
Nên là em cũng chỉ lo là khi nếu mà có tiến tới thì họ sẽ không có thông cảm được cho công việc của mình. Với lại một cái nữa là em cũng hay quạo á. Khi mà quen nhau mà cứ phải suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin anh ơi, em đang ở đâu, ăn cơm chưa, làm gì vậy? Ừ thôi em làm đi là thôi. Em cũng giống bạn là em cũng không thích nhắn tin kiểu đó cho lắm. Nhưng mà em cũng giống như bạn này, em không thích nhắn tin, thà em gặp trực tiếp. Rồi không lẽ không thích nhắn, không thích đồ là đi nửa tháng tuần lễ rồi liên lạc, không liên lạc với nhau? Dạ có chứ, vẫn phải liên lạc qua giống như là mình sẽ gọi video call hay là gì đó. Bây giờ vậy nè, để cho các bạn có cái sự tiếp xúc đi, đạt cho cái sự va chạm nhẹ nhẹ một chút xíu, cảm nhận nhau một xíu. Bây giờ ưu tiên em đúng rồi đó, tại vì em là người mà chưa có cảm xúc gì hết trơn. Em qua tặng là xong, em xin nắm tay hai anh luôn để em coi có anh nào truyền điện cho em không. Em tặng anh ạ. Rồi tặng đi, tặng rồi xong rồi. Em tặng anh ạ. Hai đứa nắm tay nhau 30 giây nhìn nhau. Mở lòng ra đi, có gì đâu. Trời ơi nhìn tôi chi, nhìn ảnh á. Anh tên là Trí, nãy anh đàn cho em hát đó. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Nhìn cho coi có miếng cảm xúc nào chưa. Được chưa, cảm nhận được chưa? Được chưa? Rồi xoay qua tới anh này. Đó, nắm tay nhau, nhìn ảnh chứ đừng nhìn nói tôi. Nói chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không. Thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay. Nói chung là anh thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Ồ, cái người gái anh rất khó gặp gái, rất dễ. Rồi, tới phiên Jay. Em qua nắm tay. Thôi cái này làm giống như mình là bắt tay với đồng nghiệp rồi. Giống như là một người, hai người bạn thân thiết với nhau. Thì mình phải nắm tay để sao cho tình cảm hơn, tình cảm hơn. Dắt tay đi nhau đến hết đoạn đường này. Mặc dù cũng hơi rung, hơi liếu biếu chút mà nói cũng ngon lành lắm. Thành câu thành văn lắm. Sao tay anh lạnh thế vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình. Về chỗ đi, chà tôi thấy bên đây có cái màu máu me tranh đấu ở đây quá nha. Chị Tường, anh Đạt cho em xin nói. Nói đi, thoải mái. Có nghĩa là không phải là em về hướng với bạn ghế đỏ nhiều hơn hay ít hơn, nhưng mà trong của em thì em đều hướng về hai bạn. Nhưng thật sự trong tâm em đang có một cái vấn đề suy nghĩ. Suy nghĩ cứ giải đáp. Nếu mà thật sự phù hợp với em á, thì em sẽ chọn bạn ghế xanh. Lý do? Tại vì nếu từ đầu mà em chưa có bức tường, chưa có mở cửa ra á, thì em có chưa có biết hai bạn như thế nào, hai bạn nói chuyện như thế nào. Nhưng mà khi tới bạn áo xanh, hình như khi bạn cất tiếng hát lên đầu tiên thì em có một chút cảm xúc đối với bạn ghế xanh. Còn khi em không biết thì mới nãy khi nắm tay bạn nữ bên ghế xanh như thế nào. Nhưng mà khi em nắm tay bạn thì giống như nó có một chút gì đó giống như nó truyền lại cảm hứng cho em. Thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Nên nắm tay bạn ghế đỏ không có hả? Dạ có. Hồi nãy tôi đã nói rồi, dục tóc là bóc dục, chưa gì mở cửa ra sách bọc. Nè em ơi. Ok. Đối với tính của em là cái gì em làm được sẽ làm được, còn không thì thôi. Chứ không có giống như là đánh nhanh thắng nhanh, em đi chậm mà chắc. Chậm đâu chậm, nãy giờ tôi thấy đi lẹ quá, hàng tôi nói không lại luôn. Bây giờ tôi không hiểu ý muốn gì luôn. Bây giờ mình cho mấy bạn ấy thêm 30 giây nữa được không? Giây. Hãy bộc bạch 30 giây. 30 bắt giây đầu. Tự do, bắt đầu. Anh hỏi bạn áo xanh bên kia thì kia. Em áo hồng. Anh xin lỗi. Từ từ. Để 30 giây này là người ta không phải không lùa, suy nghĩ luôn. Không có lùa nữa. Anh xin gọi hỏi bạn ghế xanh. Thì cái quan điểm của em là cái về chủ đề mà ví dụ như gia đình, tình yêu, cái nào đặt quan trọng hơn? Em nghĩ là cái gì nó cũng phải cần có thời gian á. Mình nên tìm hiểu, nếu mà hợp thì mới bắt đầu tiến đến được. Cái câu nói của em là nó đúng với ý của anh luôn. Cho em hỏi bạn ghế đỏ là bạn có thích đi du lịch không? Dạ có. Có thích đi phượt không? Dạ có. Dạ, em hết hỏi rồi, em hỏi đó. Hai bạn gái. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình,
Nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng. Nhưng thì... mà tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á. Nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì... thì em sẽ ấy ra thì... ấy ấy. Đó là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen thì bị chán á. Tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... Em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm. Em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được? Tình yêu nó đẹp lắm em. Trời ơi, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu. Trời ơi, trời ơi, làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chị, trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh, tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi, tao luôn chị. Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con, ba lầu bốn bánh. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa nha. Em thì chưa có mối tình nào đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em thấy mây, em thấy mưa, em thấy nắng, em thấy bão gì đó. Phải phân định ra. Bấm. Cái này không kháng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành... quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì đi cuối đọc tuần sách. Không rảnh rỗi. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách, hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Mời hai bạn lên đây cưng. Rồi, lên đây. Đây. Em xin anh Đạt với chị Tường cho em xin nói một câu ạ. Em không biết là bạn nữ có khó tính như thế nào, nhưng mà nếu được thì em sẽ dành một cơ hội, anh sẽ xin số điện thoại và Zalo của em để kết bạn nên mình nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay ở đây chưa bấm nút, nhưng mà về từ từ vậy em rồi. Sẽ có điện. Được không? Lát cho anh cái cơ hội sau chương trình nha. Thì em cũng xin bắt tay bạn nữ một cái. Tụi bắt tay chị. Em cảm ơn chị bắt tay chị và bắt tay bạn nữ. Duyên thiệt.
Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh, và hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, là trò chuyện với nhau, chụp thật nhiều ảnh đẹp cho nhau luôn, và chia sẻ những khoảnh khắc mà chương trình và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này nha. Đây, dành tặng cho hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Em đây, tặng cho bạn chiếc điện thoại. Cho bạn chiếc điện thoại luôn. Ra xin số điện thoại Zalo gì của nhau để hồi liên lạc nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ tiếp tục gửi tặng cho các bạn. Đây là We Well Cool, là nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe của các bạn. Này, đây, để lên. Đây, để lên luôn. Rồi. Và bây giờ thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt John. Đây. Đây, anh cầm cái này ra bên kia anh chị. Đó. Rồi, để luôn, cầm bên đây đẹp luôn nè em. Đẹp vô luôn. Quá mà. Kính thưa quý vị, và nếu như cái cặp đôi mà đã bấm nút hẹn hò ngay chương trình mà chúng ta tiến đến hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt John nha quý vị. Kính thưa quý vị, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, và nhớ đón xem vào tuần sau quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho tất cả các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhìn thì em thấy anh là một người khá là chín chắn. Em nghĩ anh là một người từng trải. Gọi điện cho bố mẹ là nhiều. Mà nhớ mẹ, mẹ nói con ơi, sức khỏe con cái này sao rồi? Tự nhiên cái khóc rồi. Rồi, xin chào bạn trai. Xin chào chị. Đã giờ cảm giác của bạn khi ngồi chờ đợi thấy như thế nào? Bạn nghĩ là bạn có thể chờ đợi một người phụ nữ trong thời gian bao lâu? Nói chung ra là rất là dài, có thể là được. Có lòng thì sẽ được, chờ đợi xíu nữa nha. Dạ. Mời em gái. Dạ. Rồi, bước lên. Rồi, đúng rồi. Đây, ghế. Ghế bên trái. Ngồi xuống đi bạn. Rồi, bây giờ chúng ta có thể mở mặt nạ ra được rồi đấy em trai ơi. Rồi, bây giờ mình hãy giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường. À. Em tên đầy đủ là Lâm Văn Hiếu. Sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Châu Đốc. Châu Đốc? Tỉnh An Giang. Ồ. Em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Từ Nhân Trạch chạy lên Thành phố Hồ Chí Minh bao xa? 5 mấy cây thôi chị. Đi tiếng máy thôi gì? Dạ. Là chạy lên đây quay ăn trưa xong rồi chạy về. Dạ. Wow. Mình đang làm công việc gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 32 tuổi. Em đang làm cho một công ty cổ phần công nghiệp Ý Mỹ. Em làm cái bộ phận nào? Em làm cái bộ phận nhiên liệu sấy phun ạ. Dạ. Vừa sấy vừa phun. Rồi mời em gái. Em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên kia và tất cả mọi người. Chào bạn ạ. Em tên là Vân, em quê ở Nghệ An và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, thưa chị, em vào được 2 năm rồi chị ạ. Em đang làm công việc gì? Công việc hiện tại của em là kế toán kiêm với bán hàng online á chị. Mình làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở Gò Vấp á chị. Gò Vấp. Gò Vấp đi xuống Nhân Trạch thì cũng gần chứ không đến nỗi xa lắm ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, em nấu ăn ngon, em sắp xếp được công việc nhà, đúng gu là người phụ nữ của gia đình hả chị? Sống biết trên dưới, và nhược điểm của em thì bao la. Khi mà em không vừa lòng một cái vấn đề gì đó chị, thì em thường hay thể hiện ra mặt đó chị, là mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo luôn ấy. Nhiều lúc em thẳng tính quá nên là cũng dễ bị mất lòng. Đó là hai cái nhược điểm lớn nhất của em. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì nhiều lắm chị, như là thích hát nè, thích làm từ thiện nè, thích đi du lịch và thích mạo hiểm những cái trò chơi nào rất là mạo hiểm, và có giác mạnh là em rất là thích. Trời ơi. Dạ. Còn khuyết điểm? Còn khuyết điểm của em là nói chung hay mất nước.
khóc nhè lắm, ai mà chọc chè là giận giận em là làm khóc à. Thích chơi mạo hiểm mà lại khóc nhè. Ai chọc giận em là em khóc mà không nói được những gì hết á. Vậy là khóc luôn. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi, có nhiều thôi à. Nhiều đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình hát thử một bài hát cho nó sôm lên. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Em cảm nhận về giọng hát ảnh như thế nào? Dạ, giọng hát của anh ngọt ngào, sâu lắng. Em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn á chị. Trời ơi, nhạc xuân buồn luôn hả? Rồi, bây giờ nói về tình duyên một chút xíu đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em trải qua hai mối tình chị. Hai mối tình? Một mối tình thời sinh viên, còn một mối tình thì bạn trai đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc á. Thành ra là cũng không có xác định lâu dài với nhau. Nên là bọn em chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng gần một năm á chị. Rồi, vậy thì bạn trai? Em thì nói chung ra là chưa có mối tình nào hết chị. Gì? Tại vì nói chung ra em thì không biết tỏ tình như bao chàng trai khác, dở lắm. Thành ra thế tới giờ. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình có thể nào có cách tỏ tình với cô gái bên này không? Chút chút, tại vì em cũng mới học hỏi giữa nhiều bạn rồi em có thể rút kinh nghiệm được chút chút. Học hỏi bằng cách nào? Mình đi chơi á, rồi em có thể học hỏi được cách bạn nam cua gái như thế nào, rồi em sẽ rút kinh nghiệm từ đó ra. Quan trọng phụ nữ thích là được quan tâm, chăm sóc. Mình yêu thương người ta, mình thích ta, mình phải để ý người ta. Mình phải biết được là ở cái đường đi lối về của cô ta, cô làm gì, đi đâu. Dạ. Mình phải biết được cô thích ăn món gì, lúc cô nào cô giận, lúc nào cô vui. Dạ. Chỉ cần một chút xíu đó là hạ gục được đối phương liền. Nói chung mình phải có lòng, phải có tâm. Dạ. Còn cứ anh thích em, anh yêu em nhưng mà cứ cà lơ phất phơ là không bao giờ vô được phụ nữ. Dạ. Nha, đó là kinh nghiệm gì Tường chia sẻ đó. Dạ, cảm ơn chị ạ. Bây giờ mẫu người lý tưởng của hai bạn là gì? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Trước hết là phải chín chắn, chính chạc và có công việc ổn định đó chị. Em thích một người bạn trai có khiếu hài hước. Nhưng mà đừng có nói nhiều nha chị. Tại vì bình thường em nói nhiều lắm. Em không thích bạn trai quá kỳ bo á chị. Và quá gọi là hay nói phét á chị. Nhưng người bạn trai chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em nghĩ như thế nào? Chắc có lẽ là bạn ấy nhắc gái hoặc là gì. Em có thích người như vậy không? Cái đó không quan trọng đâu chị, em có kinh nghiệm rồi. Rồi, em thích người bạn gái như thế nào? Một người phụ nữ truyền thống, biết chăm lo gia đình và yêu thương mọi người xung quanh và hiếu thảo với cha mẹ. Chỉ thế thôi. Về ngoại hình? Như Lương Vĩnh Hữu vậy đó thưa chị. Tầm cao khoảng từ 1m55 đến 1m6 đổ lại thôi. Chung là cũng vừa vừa người. Dạ. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng ha, chị Tường sẽ kéo cái cửa trái tim này ra. Hai bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy nhau để xem là đối phương có trùng khớp gì với cái mong muốn của mình hay không nha. Dạ. Mở cửa trái tim. Anh cảm ơn bạn đã tặng em. Dạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm nhận đầu tiên khi mà mình nhìn thấy nhau. Em thấy bạn nữ này cũng xinh. Dạ, cảm ơn. Có phù hợp với cái mẫu người em đang tìm không? Hợp được khoảng bao nhiêu phần trăm? Tầm 85% thôi chị. Dữ vậy, cao quá vậy. Rồi, em trẻ em gái. Thật nhìn thì em thấy anh là một người khá là chín chắn. Em nghĩ anh là một người từng trải. Nhưng mà nếu mà không nói... Không ngờ là chưa yêu. Đúng rồi chị. Nếu mà nói là chưa có một mối tình vắt vai nào thì cũng hơi khó tin. Khó tin như được lúc đó là sự thật. Có khi nào ra ngoài em sẽ biết anh như thế nào thôi. Tại vì cái cách tỏ tình anh không ấy như đừng có làm gì anh buồn anh khóc á nha. Anh này hay khóc nhè lắm. Dạ. Nhè không dỗ được đâu đó rồi. Em có hay khóc không? Dạ em không hay khóc nhưng mà em hay chọc người khác khóc. Chết luôn. Vì là khổ đời anh. Rồi bây giờ vậy, chị có một cái trò chơi nhỏ nha. Trên đây tay chị Tường là những cái lá bài. Mời bạn trai bốc trước. Em chọn màu đỏ đi. Đỏ đi cho nó hên ha. Đỏ nó tỏ tình thương thưa chị. Rồi màu đỏ nó tỏ tình thương một. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Hát đi. Rồi hát đi. Bolero vui hay buồn? Vui đi. Vui chị đi. Yêu chị hay lúa. Rồi yêu chị hay lúa. Vui. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô người xưa, chán ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa.
tiếc bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi cho tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Hay, rồi mời bạn gái. Dạ, em chọn màu đỏ đi. Đỏ luôn hả? Dạ. Đọc lên. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? May mắn cho em quá. Anh có hôn không anh? Hãy đứng lên và đưa có tay phải là lần đầu của anh không? Qua trái tim, đúng rồi. Em xin phép ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận như thế nào? Chỉ mới hôn tay thôi nhưng mà em thấy cũng là anh là một người khá là ấm áp. Cũng là một người cần cù chịu khó. Em chỉ nhìn tay thôi ạ. Ghê quá, nắm tay không? Cái mà biết là cần cù chịu khó nữa. Em đúng chuẩn quá. Ok, được rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ cho hai bạn một cái không gian riêng để trò chuyện với nhau ít phút thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn trưa. Hôm nay thì Tường đã có gọi sẵn đồ ăn cho hai bạn. Đó là món bò khoai và cơm bò cay. Ai ăn cay được nè? Ăn cái gì cũng được, dễ nuôi lắm. Em ăn cay được không? Dạ, cay nhẹ thì em ăn được. Còn thôi, em ăn bò khoai đi, bên đây là cơm bò cay. Rồi, mời đồ ăn vào. Dạ. Đây là đồ ăn thì Tường đã gọi từ quán ăn nhanh Mr. Stick nằm ở 219 đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Ở đây quán rất là đặc biệt. Mình chỉ đến đó mình gọi rồi mình đem đồ ăn đi. Hoặc là khi mình đi đâu chơi ở đâu đó, dạ, mình đi chơi với bạn bè, mình cần ăn uống nhanh, mình điện thoại xong 15-20 phút người ta sẽ mang đến cho mình luôn. Dạ. Có cái số điện thoại hotline luôn trên đây, mình có thể gọi trực tiếp, ta đem tới. Dạ. 028-6275-4069. Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn cứ thưởng thức món ăn của mình. Chị Tường, dạ, cũng ra ngoài gọi tới ba món lận ra ngoài kia ăn. Dạ. Ngồi đây để hai bạn tâm sự. Dạ. Dạ. Vừa ăn nha, ăn nha, ăn mới biết thức cảm nhận thức ăn này như thế nào rồi tâm sự với nhau nha. Dạ. Vừa miệng không anh? Ngon à? Dạ em cũng thấy ngon. Anh ăn uống có dễ không? Dễ mà. Anh tự nấu ăn hay là anh đi ăn cơm tiệm? Tự nấu có, ăn cơm tiệm có. Bữa nào xiên thì nấu, còn làm biếng thì đi ra tiệm. Dạ, anh nấu ăn ngon không? Cũng được chút chút. Em cũng thích ăn đồ miền Tây lắm. Nào giờ em có ăn món canh chua miền Tây chưa? Dạ em ăn rồi, em thích chắc là món đó. Như thế, vậy là em sẽ có cơ hội được ăn món đó rồi. Canh chua bên miền biển. Anh chắc là chưa ăn mấy món miền Trung nhà em đúng không? Đúng rồi. Anh chưa ra Nghệ An? Chưa, mới đi ra tới Bình Định thôi. Hết lâu lắm rồi mà chưa có một cơ hội nào đến đó được hết. Có dịp em mời anh ra quê em chơi. Đúng rồi. Sở trường anh thích hát không? Cái đó gọi là sở đoản của em đó. Gì đó hả? Dạ. Tại vì em hát xong rồi em sợ mọi người đi hết. Anh có hay gọi điện về nhà không? Gọi điện cho bố mẹ là nhiều. Nhưng mà gọi về bố lần nào cũng khóc hết á. Không sao vậy? Tại vì mình khóc nhà mà nhớ mẹ. Mẹ nói con ơi, sức khỏe con cái này sao rồi? Tự nhiên cái khóc rồi. Vậy đó, hay khóc nhà từ chỗ đó đó. Mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn con lập một gia đình để yên bề gia thất, để cho cha mẹ vui. Mới vậy mình mới lên chương trình bản muốn hẹn hò để tìm một quãng đời còn lại của mình. Hôm đây thì cũng gặp em, hy vọng sau chương trình em có thể mình với nhau cho nhau một cái cơ hội. Sao cảm nhận đồ ăn bữa nay vậy Tường, gọi cho hai bạn như thế nào? Dạ cũng ngon chị. Cay không? Cay. Ăn được không? Dạ được. Ngon hả? Dạ. Em ăn như thế nào? Ngon chị. Ngon ha. Ăn thì ngon rồi, ăn có người mời là quá ngon rồi. Nhưng bây giờ vô cái chuyện tình yêu, hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ được gì nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đám cưới thì chúng ta sẽ về sinh sống ở đâu? Tùy theo bạn nữ thích thôi, bạn nữ thích đâu thì em sống đó. Bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào với cái đường quãng đường như vậy? Một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Thì một tuần thì em có thể nhấn ra thời gian ra là 3-4 ngày chắc có lẽ là được. Dữ vậy? Dạ, tại chắc vì chắc không đó ông. Chắc thời gian em làm rất là như phải là như người ta vô tư. Vô tư nhưng mà em chạy nổi không? Dạ nổi, em còn làm thêm bên ngoài nữa cơ. Em làm bên tư vấn và vốn còn làm thêm nữa. Bây giờ vậy cuộc sống kinh tế tài chính em đã ổn định chưa? Dạ thưa chị, ổn định chút nào rồi chị. Chút nào rồi, bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nó phụ thuộc vào bạn nữ thôi. Nếu như bạn nữ thì muốn tiến tới thì em tới, còn bạn nữ kêu chờ thì em chờ. Em thích người hơn. Chàng trai cũng rất là thiệt tình mặc dù chưa yêu lần nào. Tụi em có coi tuổi, có kỳ tuổi, hợp tuổi gì không? Em cũng có hơi mê tín một chút. Em tuổi gì? Tuổi con gì? Dạ em tuổi mùi chị. Tuổi mùi, em muốn tìm bạn trai tuổi gì? Em muốn tìm bạn trai tuổi tuổi ngọ hoặc là tuổi tuổi mão. Mùi. Mùi dạ. Mão. Mão, mùi, mão là mèo á hả? Là con mèo á chị. Thì mèo đó, mùi sao mèo. Em tuổi con gì? Dạ em tuổi mão. Tuổi mão là hợp tên tuổi nè. Dạ, là
Vậy là trúng ý rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi đó là trúng ý về những cái gì mình chia sẻ thôi. Bây giờ đến cái giây phút quan trọng là thật sự trong lòng các bạn cảm nhận như thế nào. Bây giờ em phải thử tỏ tình, em nói như thế nào để cô ấy có thể bấm nút cho em nghe. Nó lãng mạn, nó nhẹ nhàng một chút xíu. Thử đi, có chị ở đây ủng hộ em. Nếu chị nhớ nha, ủng hộ em nha. Em xinh quá à. Cảm ơn. Em có bao giờ mà nắm tay một người bạn trai mà em có cảm thấy hồi hộp không? Dạ có ạ. Còn anh thì cũng rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất là vui. Thôi chỉ vậy thôi, tại tỏ tình anh dở quá. Trời ơi. Bây giờ nói không được, có đọc thơ, có bài thơ nào tỏ tình không? Dạ có. Rồi đọc đi. Em cười xinh quá à. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt mà cả đời nhớ thương. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt cả đời nhớ thương. Dạ. Thôi được rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là thời phút quan trọng. Bấm nút là để hẹn hò với nhau, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Cái nút bấm này không phải để tìm bạn bốn phương và kết bạn để chơi uống ly cà phê rồi về. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Như vậy là đèn của hai nửa trái tim đã cùng sáng và ghép trái tim lại với nhau. Mời em trai em đã thành công rồi. Tỏ tình cũng chưa hay lắm nhưng mà cũng rất may mắn, nắm tay nhau đi hai bạn. Kể từ ngày hôm nay các bạn ấy đã chính thức cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Và mình chưa có kinh nghiệm cũng không sao cả, nhưng quan trọng là mình có tấm lòng. Hãy nhớ nha, đừng bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Như vậy thì mình mới giữ được trái tim của cô ấy. Cảm ơn chị ạ. Tất cả những gì đó là chân thành rút ruột rút gan ra chia sẻ với bạn nha. Dạ, hãy lắng lên. Xin gửi tặng cho hai bạn một chiếc vé xem phim của hệ thống rạp cũng chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Ăn uống no rồi, lên xem phim luôn rồi chúng ta mới về. Như vậy thì rất là thuận lợi rồi. Nắm tay nhau, không vì quà mà buông ra đâu. Rồi nha, chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Kính thưa quý vị, và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa xin phép được tạm dừng tại đây. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình nhé, khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu như mà các bạn đến với chương trình mà bấm nút như vậy rồi thì các bạn sẽ được nhận một cái thẻ xem phim của Cinebox. Nếu không thì không sao cả, mình vẫn nhận được một cái phiếu offline để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản offline. Hãy nhanh tay lên đăng ký với chương trình khi các bạn đang còn ế và muốn tìm một nửa yêu thương nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.